Đó là dương mà chụp cái này chỉ mùi nâng mê riêng thầm mây mùi tiết cư Unit 29 dây em bí mê hay là mây okay. Phía mùi lịch mùi nâng mê riêng thầm phía mùi nhé tuy nhiên riêng bí mê nâng mây anh nó hai lời cái này mê có bà hát mây có bà hát thế nhưng mà trong bài diễn thằng tiên đấy mà xa ta không phải xa gì nhạc lá cái gì mê nhạc lá cái gì mây và vì sợi tơ chỉ muốn tụm lom, sợi tơ chỉ muốn cá bình chất bảo kê bị nó cứ xem ở tận kia đấy, ok lấy mẫu A study this example situation mà xuất sắc bị than phê phê thì họ này, you are looking for Ben, nên anh gặp phong để rộp mưa Ben, nobody is sure where he is, biết đàn anh chụp bát thả quạt nó nơi đàn anh thì, but you get some suggestion, tận tay anh ấy mang tour này cả, tour ban nó chụp ball same same, chụp ball khác khác, okay, where is Ben? Ben được lại nè. Oh, he may be in his office. Quát bà hai chia nó không ca giả lại bà quát. Nên mình nhận nó có thằng, hey, he might be having lunch. Nên quát bà hai chia nó. Còn bông tay nhà mà hai thay thua mà. Rồi là quát nó là, hey, ask Kate, she might know. Su Kate mới cái lô niên bà hai chia đăng. Chứ cái rương thằng ổn sắp tả rương perhaps. Sắp tả rương chia bà hai là. Perhaps. Cứ bà hai là điên cái này đó. He is in his office. Quát nó cứ cầm phong này. Quát cứ nó không office bà quát. Perhaps he having lunch. Bà hai chìa. Quát nó cầm phong thầy nhau hạt cái trông. Perhaps he knows. Bà hai chìa niên đần. Ok, chẳng may might. Sẽ tập bà hai này nè. Sẽ tập bà hẹp. Bà hẹp. Bà hai là. Biết nó nộp xuống chạm này nè. Okay, we use may or might to say that something is possible. Nhưng ta biết may rồi còn might là mấy cái gì, anh biết với đấy, biết phải hay là đấy, đại biểu ai tới rồi, possible, đại biểu ai tới rồi. You can use may or might, này ai phải may rồi có might. Mình là những ai ban từng pi nữa, về cái gì may or might thì mình là tham ban từng pi. It may be true, biết phải hay chỉ put. Or những anh gì bạn thấy it might be true, okay. They both have the same meaning. Phụ viễn thật là miền này được nghĩa là cứ người này thấp. Perhaps it is true. Bà hai chị biết. Bà hai chị biết. Chị cả bật. She might know. Or she may know. Thế là ba được nghĩa. She might know. Còn cho bà thằng niên bà hai chị đấng. She may know. Niên có bà hai chị đấng. Mà nó cứ ạch này biết đôi chắc nghĩa tì. Ở đây nhưng mà mới là chị negative forms. May not and might not. Chứ không tụm rộng bạc sai rộng bạc sai cứ dùng phở may not thì đang might not thì đã not ở kia mà it may not be true rồi nâng bị add it may be true vì bà hai chỉ put rồi có it may not be true có biết mình bà hai chỉ mình put bà chứ perhaps it isn't true bà hai chỉ biết mình chỉ put thì she might not know nhưng bà hai chỉ ọt đăng thì perhaps she doesn't know bà hai chỉ niên ọt đăng thì thì tụm rộng mà viên bà thiên ấy các bạn I, you, he, she, it, they, we nâng cư dân phở mê hay nâng might ọt mình bài bà rút tạm bà thiên tế hay bà thân như tụm rộng bà sẽ đã not bà sẽ ọt tế nhưng might đã not tế nâng tụm bì mê nâng mà cư chịp base form đôi chịp gà dân riêng môn nhắn đôi chịp biệt thạc can't hay nâng must nhắn cư tụm bì nâng mà cư tụm rộng base form chứ mà sẽ dân mà riêng nâng chapter 29 rồi mà hỏi rồi 28 sorry mà sẽ dân mà riêng chapter 28 rồi mà hỏi cái dân đăng hải nữa chapter 41 mà cứ tụm bì à modal verbs nâng cư với thở cả base form ok ta mới khắp bê dư bỏ tờ đài đi nè note the difference between may be and maybe ta lại dân thầm qua đi mà nó bỏ thầm mày thầm qua phép khó khăn rồi viên may be tại miên pi pi may mà pi be mà pi may be cứ chỉ pi pi nè pi pi hai cái pi thôi may be là chỉ mà pi ok à may be cứ chỉ adverb vì small chỉ muốn là pi perhaps small là pi thôi pro hai là đặc biệt à may be pi pi mà thấy chỉ pro hai chỉ pro hai chỉ okay. It may be true vì pro hai chia bật nhé vì cứ chịu verb be lại nhưng vì cứ chịu verb đã đa tu nó không protein nó không phải dốt mùi nè ok it may be true is it true thà vì bật đấy maybe nó bà hà gì chẳng ấy kế kế anh ấy chẳng biết anh ấy mình chỉ pi pi hay còn mình chỉ
maybe chỉ muốn be này cứ maybe cái smart một biển hai lần chẳng này nhé vì chữ adverb chúng ta với cho nó mình ai các bạn này okay. Maybe ba hai gì chẳng nè I'm not sure nhưng mà cho bạn thì I'm not sure ok nhưng biết maybe với smart chỉ muốn it's possible vì ai lần chẳng được rồi vì bao nhiêu có ba hai gì chẳng ok chứ mình giả thì nó không cần say chụp xét không cần say không cần dễ vì sao anh anh dễ bị bịa mà bịa mình đang đang nghe đấy mà nói sao ta maybe dễ trên đôi khi maybe mà còn là tha bây giờ say nhưng mà anh đã maybe cho kia thế mà sao nhưng đã maybe cho kia chứ vì tôi chỉ bây giờ nó bị admin bật thi admin kia sạm nó doesn't have to be doesn't have anything giống như thử độ clear bản thử nó phải hai chi bật ok chân lại cái từ bỏ một mấy này như là sẵn maybe pp ai nó maybe mà biết một chữ adverb một chữ cái gì sẵn ok chữ verb ok mà b for the past we use may have record might have đó rương từ đại thì là chuột phần mạng đồ hỏi và tại ai nâng nơi tay mình chứ ba tại sao ấy tại sao tại vì chữ tùm rôn mùi này have bộ chữ mùi participle vì chữ tùm rôn mùi này dương phở kể sắp bị bày toàn một chỗ kia chân tờ dương chua và nhập thì chân tất cả lộ này nè ok chân không bài chia tay tất cả nhưng phải may book have rồi có might book have ok cái ta A này cái ta I wonder why Kate didn't answer her phone nhưng chân ngồi là hãy đi bằng Kate nó cứ mình ăn mình trao gì mùi lên telephone của mình trao tốt telephone bằng niềm sao oh she may have been asleep và nó niềm hai chị ai nhận bán đây nữa ai nhận bán đây ai nhận bán đây cái bàn tay còn là thằng cái chọn gì em bị past cái chọn gì em bị attack cả ok perhaps perhaps she was asleep hai chi niên niên cầm bông thật kì nhá was asleep nhưng mang cầm bông thật kì I can't find my phone anywhere nhưng mình ai nó khơi telephone nhưng nó lại na sao ô này nào và hai chị này ai bạn tục với trò được lại thì cá đấy ấy. You might have left it at work này ai hai chị bạn tục với trò left have left hai giờ này anh bán tục với cho được lại thì cái mà tự nó perhaps you left it at work và hai giờ này anh tục với cho được lại thì cái why wasn't Amy at the meeting yesterday hai đứa bán chị Amy nó cứ mình nơi trong cà phê chung sao mình B sau đó she might not have known about it và hai niên và hai chị mình bàn đằng hai chị mình bàn đằng ông pí ông pi vi ông pi ca phải chôm nè ok perhaps he didn't know phải cho nên mình đằng right a you know I wonder why David was in such a bad mood yesterday chúng chúng là hai đấy mà chị David nó cứ thật là nông nè à sắp hiệp à rom mình là o giảm đôi chút nè mà sao mình nhận giảm đôi chút nó mà sao mình nhận such a bad mood giảm đôi chút nó such a bad mood à rom mình là o giang đôi chân nó such a bad mood cái biết thế mày vậy nhọp thì vậy nhặt mình nhọp ấy vậy bay đó đặt toán mà toán xua trong telegram gì he may not have been feeling well còn nó phải chỉ mình cùng tại miền à rom là o chẳng bằng còn nó về miền such a bad mood nè còn bậc căn còn đây cái chẳng nghe bị cái sự rối bù lao nè he may not have been feeling well ok perhaps he wasn't feeling well và hai chi quan nó cứ mình cùng là miền là rom là o nè wasn't feeling well I you he nè nhóm nè quan may or might not have và nhóm nè ai quan nó hai chi mình might not have or may not have been asleep at home chúng tụm rung mà dưỡng cứ mê mãi đến cứ mình prai pro tam bạch thiền đấy đội muốn chứ hai bạch sơn thì tụm rung bạch sẽ đặt nó bạch ót như bạch đã thì đã have mà hai năng verb clown thì bày ok be tờ gì been know tờ gì known have tờ gì had want tờ gì wanted live tờ gì left ok ba chẳng như mình to chụp bụng đi hỏi bữa mình toàn score cao bằng bay kia sao tới prap khani khani ở chui comment được trong telegram prap rồi chụp nuôi ok C could is similar to may or might could nó cứ việc bà hai khani chụp mũi đằng may hay nó hay đằng might đằng này à could nó việc ai nhá ai tự rồi được đấy là ai tự rồi
mấy nó ta hai máy có ba hai nhưng mà similar vì có ba cái này đấy. It's a strange story, but it could be true. Vì cứ chỉ rương mùi đại chúng like. It's a strange story. Cái rương mùi đại chúng like, but it could be true. Mình đây vì nó ai đừng bứt nữa. Ai đừng bứt cho chúng like, mình đây vì ai đừng bứt. So it is possible that it's true. Okay, vì tự rồi đại vì chỉ rương bứt. You could have left your phone at work. Nếu anh ai đừng bán tục telephone cháu nơi cái lãnh thử cả. Đấy, ai nhận tục telephone bằng điện cho nơi cái lãnh thử cả. So it's possible that you left it there. Nói vì ai tự đuôi đây này anh tục với cháu nó tìm được. Chà could hay nâng mê nâng máy nâng. Vì cái chìa rương mùi này là sự điên khá nhiệt điện á. Còn là could này vì yên mê cạn này là cạn lãng vì bù chiếng mê hay nâng hay nâng máy. Và chắc không cả cái này là bởi dụng sốt đại dân khơi trong một tiêu hồ từng phí ní cứ viết sở điện kia viết similar chỉ mỗi nâng kia bên tay nâng không cả này couldn't chỉ tùm rung negative chỉ tùm rung bạc sát but couldn't negative is different from may not and might not compare tại vì couldn't cứ viết khó khăn phí may not hay nâng might not nâ. Sarah couldn't have received my message otherwise she would have replied. Và chiếc xe ra nó cứ mình bán tùa xa nó bỏ khá nhóm tí. Ba mình chẳng tí, otherwise she would have replied. Nhiêng bật gót chìa bán. Nhiêng cua tại bán cháu tốt nó khá nhóm. Chứ it's not possible, vì mình ai tự rủi chứ đại nhiêng bán tùa xa nó bỏ khá nhóm. Dạ bê dịch khuất đến vì mình bán thăm. Bà hai chìa mình ái chứ nó. Cứ mình ai tự rủi. Nhà đó thì chám bê dịch khuất đến rồi có can't. Cứ chìa rương mùi đàm mình ai tới rồi. Hãy bảo sân chìa khuất nó rồi có can't bột nhẹ. Mình ai tới rồi khuất nó rồi có can't have in the past này. Cứ mình nói thầm mình ai tới rồi nó không ạc tới tất cả nâng. Ok, không ạc tới tất cả nâng. Bên tay chìa mùi nó might rồi có may not. Vì khó khăn nhẹ nâng. Why hasn't Sarah replied to my message? Hãy đi bàn chìa Sarah nó mình bàn trói tốp chìa mùi nâng xa rồi bọc nhộm. Oh, I suppose. Khi kết thả, I suppose, khi kết thả, nếu bà hai chìa mình bán tập tù ở việc thì, nhé? She might not have received it. Have received it. Nhưng khi kết thả, nếu bà hai chìa mình bán tập tù ở việc thì, anh chẳng biết cứ chìa rương mỗi đại bà hai chìa ọt, vì copy à khuất đơn mấy người ta, mình ai tài rùi, okay? It's not possible. Và nay là bây giờ, might not have received, mình nói là it's possible that she didn't receive it. Vì ai tới rồi đàn niên nó còn mang được tuổi lắm. Perhaps she did. Perhaps she didn't. Bà hai chân niên mang được tuổi. Có bà hai chân niên mình mang được tuổi. Anh chắc bà giáp nó bê đây. Như đạp khuyên couldn't. Hay là might not. Rồi có may not. À bì nó vì ở đôi khả nhiệt tệ. Mỗi chỉ đường mỗi đàn bà hai chân mình ai tới rồi. May not or might. May not nó cứ bà hai chân mình ai tới rồi. Bên tay à couldn't. Cứ chỉ đường mỗi đàn mình ai tới rồi thầm bỏng. Nên mình bà hai cứ mình ai tới rồi. Nên không cần đây cho bà dụ sổ bê tờ similar khả nhiệt. Okay, cho nên bài cảnh chúng ta chỉ một chút khuyên là hạt, bài ăn uống chúng ta cũng phải một bữa nữa là video cài, ok.